Chiều ngày 1 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhân dịp sang Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa cảm ơn ông Tập Cận Bình, các lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tổ chức tại Bắc Kinh tháng 10 vừa qua. Hai bên nhất trí cho rằng sau chuyến thăm Trung Quốc rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 2022, quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam, Trung Quốc duy trì đã phát triển tích cực và đạt được nhiều thành quả mới. Giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp diễn ra mật thiết, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại có bước tăng trưởng, giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước ngày càng sôi động. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của việc vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm tỉnh Lạng Sơn, trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngày 25 tháng 8 2023. Qua đó giáo dục các thế hệ mai sau luôn ghi nhớ tình cảm hữu nghị gắn bó giữa hai nước. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển. Đặc biệt, vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, cùng xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, ông Vương Nghị khẳng định Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu khát vọng phát triển mà Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định.